Mọi người ơi, chắc mọi người sẽ thắc mắc, ô tại sao miếng cá của em nó đã bị cắn rồi? Tại mới vừa quay tóp tóp xong. Hello mọi người. Đang ăn lỡ dở rồi, sẵn miệng rồi giờ mắc ăn quá. Không đợi mọi người vô đông đông được phải ăn ha. Ngon quá. Hai chị Hanh ăn, chào chị Ảnh Hương. Chào mọi người. Ăn không? Đúng rồi. Ê, lấy dùm cá nước nha. Trên bàn á. Với cái chai C2 á. Em chào chị Bình Hương, em chào Trúc Quyên. Chào. Chào chị Lý Ngọc Phát. Chào mọi người. Chào mấy em. Thấy đôi chế là đẹp đây, chào anh Thư nha. Cậy mày, cậy con mẹ mày, cùng lồn. Hôm mới đầu ra vô gặp ấm khí hay không? Cái hồng, ngon quá. Nãy giờ em đang quay tấp tấp. Cho nên là đang ăn lỡ dở thôi, sẵn miệng mất ăn, mất ăn luôn, không nói nhiều nữa. Giờ mất ăn rồi. Ăn không thử đi, ngon. Cái này nó cầm miếng ăn ngon. Ê! Cầm á, ủa nó mềm xăm chứ. Em buồn quá trời ơi, sao vậy? Sao buồn? Thơm cái mùi đào quá. Em mới K8 mà chỉ kêu bằng chị hả? Mày ca mấy không bé giờ mỗi lần mà mày chào tao, tao phải vô tao coi avatar mày bự hơn tao hay nhỏ hơn tao. Và tao kêu mày bằng em thấy gì bà nội. Cái là lịch sự đó cưng. Cái là lịch sự, mày gặp ai mình cũng dạ chị. Đó, đó là lịch sự, hiểu không? Chứ không phải là tôi nhỏ hơn chị, tôi lớn hơn chị hay là cái gì đó, kiểu như vậy. Cái là lịch sự, ai mình cũng kêu bằng chị hết. Hồi đó chị làm bên ngành dịch vụ á, chị làm bên thẩm mỹ viện á. Một người mẹ đó trẻ trẻ hơn mình tí xíu à. Dắt đứa con lại làm đẹp, phải kêu đứa con bằng chị, kêu mẹ bằng chị, kêu đứa con bằng chị luôn. Cái đó là lịch sự. Chứ không có cần mà phải phân ra, em lớn hơn chị nhỏ hơn em hay là gì. Không cần. Nè, trời ơi, không còn gì để mời hết trơn á. Bây giờ em, nếu mà em không nói chắc mấy chị không biết này là miếng cá ngừ luôn á. Em không nói chứ mẹ không biết luôn á. Cách tán rút hả? Để tôi kể cho mấy người nghe cách còn chưa tán không hãy nha. Rút chưa tán không hãy mà. Dạ em ăn sushi á, em ăn cá hồi sống mới chị chặn ra. Thì để em chỉ mấy mọi người cách mà em tán anh Hải nha. Bộ con cá này nó có xương mọi người ơi. Mà cái xương của nó mềm lắm. Cách tán Hải à. Còn không chị Mỹ Duyên? Sao Mỹ Hồng còn? Còn á. Vậy à. Đó chính là em không biết nhậu. Mà em ngủ không nhậu. Nhậu tới 4 giờ sáng luôn. Nhậu tới cứt luôn. Chừng nào mà hô mà xỉn rồi mạnh ai nói đi về rồi cứ liên tục vậy hoài cho em thấy nào không dính à. Ngon á, nghe nhai thật sọt không mọi người. Đòn thấu luôn, ngon á. Ăn không ngán luôn mà. Ăn cái này không ngán luôn. Em mua nguyên cái miếng này nè. Như nguyên miếng sushi, miếng cá ngừ luôn. Chưa tới 300 ngàn không? Cái hồi sống đúng rồi chị Đông à. Chưa tới 300 ngàn nữa. Còn nếu mà mấy chị đi ăn ở ngoài tiệm lớn á nha. Xách cái lồn đi ra ngoài tiệm ăn đúng không? Nó cắt cho mấy chị ha. Chừng 3 miếng như nè. Với 2 lát sushi thôi. Nó ăn mấy bà 200 ngàn à. Đó, là nó ăn với bà 200 ngàn à.
Còn này em mua nguyên miếng một cái hồi bự luôn. Nhắn tin đi Ly ơi, nhắn tin đi mai mấy bạn vui bạn chép cho em nha. Giờ này chị ớt và chị không có chép tin nhắn nữa cưng. Đây là đút em miếng cá luôn, thả cái mỏ lồn ra. Biết sao mọi người, đúng là mọi người có cái bí quyết. Em chào chị Diệp, ăn cơm cho chị Diệp. Em ăn cũng nhiều mà sao em không mập bi, chỉ cho em à, em ăn cũng nhiều mà sao em không mập bi, chỉ cho chị bí kíp đi. Bí kíp hả? Đi giao hàng đó thế mà. Ừ, cho đi mình ăn luôn. Em mốt chọc tao rồi cho đi mình ăn. Đó ráng chịu. Cái này cá hồi á chị. Ồ, đi giao hàng mà có lai chim được hả? Đi giao hàng đâu mà có lai chim? Chồng em đi giao hàng mọi người. Đi giao hàng mà giờ nãy vô lai chim em cầm anh kìa. Gì kỳ vậy má? Nãy đang nói cái vụ gì qua anh Teo luôn. Hỏi ngang qua anh Teo cho. Chị hỏi em ăn nhiều sao không mặt hả? Không biết hả? Ờ, giao xong chưa? Giao xong chưa? Chào lũ chương. Đi nhậu luôn rồi hả? Cảm ơn chào lũ chương nghe, đi nhậu đi má. Đi nhậu đi. Đừng có về, về mất công trộn kem á. Đi nhậu đi, để tụi tao trộn cho. Mày khỏi lo, khỏi lo, cứ đi nhậu. Đừng lo cho mẹ con tôi. Thấy mọi người, đàn ông là vậy mọi người. Khi mà nó chưa có được mình á, thì tao nói lúc nào nó cũng kè sát háng mình với mọi người. Tới hồi mà nó có được rồi mọi người, bây giờ phè cái lồn trước mặt nó còn không hèm dòm nữa. Cho nên mọi người đừng hỏi em về cái cách mà giữ người yêu hay là cách làm để mà hôn nhân luôn bền bỉ và hạnh phúc nha. Em chưa làm được. Nó hồi nào mới yêu mình đó mọi người, sáng mới có 7 giờ rồi. Em ơi đi ăn sáng không? Tối đó, em ơi ăn gì nó không? Anh chở em đi ăn. Còn không thì trưa nó thấy mình lai mệt nổi á, nó xuống nó làm nước cho mình uống, sáng cái nấu mì cho mình ăn, làm trà mật ong cho mình uống cho đừng đau bụng. Tối rồi đấm lưng không, anh đấm lưng cho thôi. Giờ không, giờ nói cái mắt ẻ ha, câm mồm đi, câm mồm đi. Thấy không em ơi, em thấy dù thấy mà nhức đầu quá. Em ơi, để anh đánh ấm bớt cho anh mất sai không? Đừng nói nữa. Còn không, mỗi lần là mắc ẻ cái đây để nẩm đi, nẩm đi ẻ. Ẻ xong chưa anh vô cửa đít. Trời ơi là trời, đang loa chim cái em ơi, uống nước đi, để nói chuyện mà khát nước. Giờ ý là mới quen nhau được có 7 tháng rồi mọi người. Khí hậu giữa trời ha, chửi tao hả? Chửi tao phải không? Ngồi ok. Còn bây giờ mọi người, ta đéo biết nó có cái trò gì quá lộn đó mọi người. Mấy mình với bạn trai mình mà đi lên cầu thang mà mình lên trước nó lên sau á, là nó hột tay vô lũ đít mình, nó móc lũ đít mình nó hử. Nó móc lũ đít mình nó hử. Trời ơi, chơi cái gì mà móc dại vậy trời. Tao là dài bữa nữa tao mà có đi qua nhà tao nói với mẹ nè. Trời ơi là trời, đi lên cầu thang vậy nè mọi người. Đi lên cầu thang vậy nè, mình lên trước nó lên sau. Mình lên trước nó lên sau. Trời ơi, nó thọt tay vô đít gì nè, nó giết lên vậy nè. Cái thử thử coi. Trời ơi, là trời cái gì vậy ba. Chút tới tao phót. Ừ, phót thì phót thôi. Sao? Trời ơi, trời. Nghĩ sao rồi xong còn hỏi tao như nè. Mai mốt mà em mà buông anh ra thì không có quen được ai đâu.
có thằng nào mà nó dám liếp rít em nhanh không? Trời ơi, cái gì vậy ba? Tao không có cần, không có mượn. Ừ là trời, không có nhu cầu. Hải ơi Hải, mày bớt lầy lại đi Hải. Ở đây nè, có cộng đồng mạng ở đây nè, mọi người cứu em nha mọi người. Chứ đủ má nó có đẹp, ngồi làm từ sáng tới tối hả, đích cức không vậy đó. Mà bước lên cầu thang nó lỡ đồng nào thọt lỗ tai vô đứa đít mình nó trời. Xong rồi nó hử, trời đứa là thú quá. Có nói trời ơi trời đứa thương quá. Ta hỏi mày đít ai mà thơm? Đít ai thơm Hải? Hoàng Hải. Trời ơi là trời, bấy vừa thôi chứ. Trời, tao không tin luôn. Tụi bay cái này tao nói thiệt, tao nó nhóc thành con chó liền. Ơi là trời, còn không có tao nằm nằm gì nè. Tao nằm nằm mà lâu lâu tao nhức lưng á, tao nằm nghiêng qua bên á, là học tao vô đít tao à trời. Hải, cậu nào Hải? Lên tiếng đi. Nín hả? Nín họng hả? Sao mỗi tối mày hay lắm mà. Hay lắm mày móc đít mày hử, mày đâu có biết húi đâu. Ơi là trời, cậu nói nè, thiệt. Em mà chia tay anh rồi là thiệt, không có quen được thằng nào đâu. Không có thằng nào mà thương em như anh đâu, không có thằng nào mà dám móc đít em hử đâu. Trời ơi má, thương tao thì nút lử được rồi. Thương nút lử được rồi, không có cần móc đít. Hải mất tiêu hả Hải? Coi nào hỏi em chạy về tới cửa nhà không ta? Hải, nói gì đi Hải? Tao nói lớn là nào mày đang nhậu phải không? Đang nhậu phải không? Thằng Hoàng Hải, ngủ tại Long Xuyên, Mỹ Phước Long Xuyên. Bạn trai của Kem Kabi, thằng này chuyên hử đít. Chuyên hử đít. Có ai mà bước lên cầu thang gì đứa trên đứa dưới ở dưới học đứt tên ta lên không? Giống con người hết sức chứ. Hồi đang nói chuyện ăn uống không nói tới này nữa, nói ăn hết vô luôn. Nói ăn hết vô luôn. Ngon, đang múc ban gặp ba này vô ăn hết nổi, ăn hết vô luôn. Thôi tắt nha. Thôi tắt. Tao không biết có bạn trai nào như bạn trai tao không? Mọi người nhớ hồi xóm em like bánh tráng không? Nhớ hồi xóm em like bánh tráng cái em kêu nó gọi cho khách nó xong cái nó la nó làm biến không? Nhớ không mọi người? Lúc nào lan like bánh tráng nó lại làm biến á. Cho đi giam nợ luôn. Mày hả, muốn chơi với tao hả? Kêu anh vô gọi khách hàng đi, rồi em vô bánh tráng xong rồi mình đi giao đồ làm biến luôn. Làm biến giờ đi giao mình ăn luôn đó, cho giao mình ăn luôn. Tao ở nhà tao ăn mứt vang, tao ở nhà tao mứt vang luôn. Ngon quá. Đang tập ăn, mọi người tin không, em ăn cái này giết nè. Mà giờ em biết ăn xanh xanh thì lấy gì ta? Em biết ăn lấy gì trời? Tuyệt vời. Rồi cho đi giao mình ăn luôn. Chấm hơi nhiều. Thôi mà trở tay kịp. Bánh tráng xì ke 2-3 bữa nên em có chị Phương ơi. Em đang đặt mù tạt. Biết không mù tạt hả? Bánh tráng xì ke 2-3 bữa nên em bán. Giờ em có bánh tráng tỏi. Bánh tráng tỏi thì lúc em bán đó. Bây giờ em còn bánh tráng tỏi. Chứ là bánh tráng muối nhuyễn 10.000 bịch. Bánh tráng muối nhuyễn thì mua 10 tặng 1. Wasabi má ừ. Hãy về. Hãy về, em không biết gì hết. Hãy về. Ôi, chị kem hả?
gì? Ở đây già để mai ăn không? Mai để ngày mai là nó sống dậy. Bánh tráng mai mai em trả lời cho chị Phương, giờ này em hết rồi. Hát kem rồi đó. Hồi tối lại hết trơn kem rồi. Cái phải hả, nấu cái kia ăn mới ngon. Đó, anh có mua cái đồ nấu hàm không? Có. Muốn gì bắp, nấm, củ cải trắng. À. Giờ đi làm xong rồi đó. Đúng rồi. Thì bây giờ tụi tao trộn kem, mày nấu gà. Nấu xong lên tiếp không? Ừ. Chút trộn kem. Láo với tao, tao đi giao đồ mình nên luôn. Đúng rồi, cúng rồi không? Cúng rồi đây. Ồ, bữa nay cúng gì? 16. Ồ, gì hả? Rồi tranh thủ đi vậy. Toàn 16 giờ này mới cúng. Nó lẽ cúng hồi trưa ấy đúng. Ủa, cúng mấy giờ cúng buổi tối ra, cúng trưa bà. Giờ ăn cho cúng. Thường mẹ cúng buổi trưa đó. À, cúng buổi nào được, bữa nay. Xe mà thôi. Vậy hả? Ừ, vậy cúng hả? Cúng mày tao nói chuyện với khách hàng chút mà. Vậy thôi, tôi lên tắm luôn. Vậy hôm nay nhậu đi mọi người, chứ chảy quá nhậu gì. Đây trộn 2-3 tiếng, 3 tiếng đồng hồ. Hả? Đủ má, tao hết kem rồi nha, đừng có ám khí thôi nghe mày. Ủa, mua kem đâu không? Bà hãm trước Tết còn một lần đó. Má mặc rồi mới ghê vậy. Đủ má mặc đang tái tạo mà em. Ủa mặt gì thế ghê trời. Mà đang tái tạo là đủ mấy mốt bông ra đẹp rồi, đừng có khen nha. Ồ chị bị không, chị bị bể giọng á bé nhỏ nha. Covid. Mọi người, nhà ở có 4 đứa mà 3 đứa bị Covid, còn 1 đứa không bị. Là em nè mọi người. Em không bao giờ. Em không bị Covid. Tụi em 3 đứa bị. Hai vợ chồng em với lại con vợ của nó là 3 đứa bị. Nó nút lưỡi con vợ nó luôn mà nó không bị. Giờ tụi em hết bệnh luôn, nó vẫn chưa bị nữa. What the hell? Chuyên dịch chị nghỉ bán luôn rồi Hương ơi. Chuyên dịch chị nghỉ bán luôn rồi. Rồi quen hết bệnh luôn rồi mà. Đây là ba lấy kem xuống đi. Hết bệnh luôn rồi mà giờ vẫn chưa thấy cái lồng về. Chỉ bị ỉa chảy thôi. Trời ơi, má ỉa chảy. Đang ăn mà nó ỉa ỉa với cướp được không à. Chị Biêu ra. Rồi, đây bây giờ trong kem nha. Dạ. Yeah. Đâu có tôi nghĩ lại rồi nè trời. Đâu có, tôi nói mấy bà đốt thì mấy bà cúng đi rồi tôi ra. Không á, đâu có bị hiển đâu. Em bị em tái tạo da, da em đỏ. Di chứng là giọng khan ạ. À. Biết làm sao không? Di chứng là giọng khan là một. Cái thứ hai á là em livestream em bán hàng á là cái giọng của em vốn dĩ nó đã khan rồi. Mua kem nhắn tin giùm em đi chị Tú. Mua kem nhắn tin giùm em đi. Rồi. Mua kem nhắn tin giùm em đi. Rồi em ngày mai em trả lời cho. Mai nhân viên vô trả lời cho. Rồi này tụi em trụng kem rồi. Không có trả lời tôi nhắn được. Anh cho nghỉ thôi, cho nghỉ đi mà. Nghỉ đi trụng kem mai bán cho người ta nữa. Trụng kem mai giao cho người ta nữa. Ừ. Cái thùng mà tao ghi là kem trộn á Phương. Quay đi VIP 200 với chị Ngọc Anh rồi. Chắc trà sữa để nấu uống nghỉ bán à. Còn có một đâu. Còn có một để nấu uống rồi.
Giòn không? Giòn không? Body VIP 200. Đó, thấy cái độ giòn của nó chưa? Rồi không có hề tan một miếng nào luôn. Không có hề căm một miếng luôn. Không tin hả? Tin thôi. Nó không tin, nó chẳng tin em mọi người. Không biết ăn đâu tin. Không tin ăn hết luôn. Đúng rồi, thịt ca ngon không? Nhưng mà cái người mà thịt ca thì cay dữ lắm. Còn người không biết ăn cay thì người ta ăn tỏi. Còn người biết ăn cay ăn thịt ca mới đủ đâu. Ê chị ơi, thịt ca ngon. Thịt ca hai bữa nữa em có. Hiện tại là em giờ tỏi trước. Nhưng mà nó dứt nha, cái tỏi đợt này nè nó cay lắm rồi mấy chị. Tỏi đợt này nó hơi cay, cho nên chị nào ăn cay không được thì đợt sau mua. Tỏi đợt này nó hơi cay, mất công mua về mấy chị ăn cay không được, tội nghiệp mấy chị. Thường là bên em á là loại xì ke là cay tuyệt đỉnh luôn, nhưng mà nó ngon, cay theo kiểu ngon. Còn loại tỏi á thì nó cay nhẹ hơn. Ở tỏi thì nó cay cay nhẹ thôi, nhưng mà sao đợt này mà lại phải làm cay quá, nó rất là cay quá. Ngon quá nha. Dạ. Ngon bỏ. Ừ. Tao trộn kem. Thì anh bất ngờ, anh đi trộn kem, cà hu yên. Trời, giờ em phải đi trộn kem, để mai giao cho người ta nữa. Nó ăn với hai miếng cài không? Mùi ngang vịt. Chị Hảo bánh tráng tỏi thì nhắn tin giùm em nha. Chị Hảo bánh tráng tỏi thì nhắn tin. Thế là bây giờ bán cho chị 5 bịch bánh tráng tỏi. Em bán từ 5 bịch nha. Bánh tráng 10.000 bịch. Có bánh tráng muối nhuyễn á thì 10 tặng 1. Ngon quá trời luôn á. Đúng mà cay từ xé chim tới xé vú luôn á. Là loại chị ke bên em á. Chị ke 12.000. Chị ke 12.000. Ăn được một lần xì ke cay muốn tét đồ đít mà ngon không, mà ngon ha. Trời ơi, ba này. Ê mấy cái đó không có lấy được. Trời ơi, trời đợi bán hàng của tôi không có lấy gì được cho nó. Lấy mấy cái bìu kìa, lấy mấy cái bìu á. Tôi lấy sỉ có 1.000 bịch à hả? 1.000 bịch là cái bịch không nãy hả? Nó ngon quá trời. Ngon quá à. Ngon quá mấy chị à. Anh ơi! Anh ơi! Chắc tắm rồi quá. Chị muốn á trắng nhanh mà không cần phải ủ á thì chị mua hũ bếp. Còn chị muốn trắng mà trắng hồng á mà có thời gian ủ á thì chị dùng hũ xê như chị Ngọc Bích. Nóng nổi mụn đó chị, đó giờ chưa biết cử ăn bao giờ. Thích là ăn, chưa bao giờ cử ăn.
em thấy có nhiều người hay thiệt. Thôi mặc nó đồ mập lắm, hồi mặc đồ nắng nóng lắm, hồi mặc nó đồ mắc lắm, hồi mặc nó đồ dữ lắm. Đó, em chưa hề, em chưa hề biết cử cái gì luôn. Thích lại ăn, có tiền lại ăn à. Em ăn chừng nào em ngán thôi. Em thích ăn sò huyết đó mọi người. Là ngày nào em cũng ăn một nửa ký sò huyết ở trong mình anh em. Ngày không ăn. Ăn mà chị nào hôn thèm cái khác thì mới ăn khác. Mấy cây vậy? À, ba cây nhang, gạo muối. Không, tới giờ không biết cử. Ăn nóng nổi mụn rồi điều trị da, hết mụn ăn tiếp. Không hề biết cử, trừ khi không có tiền ăn thôi. Chứ không hề mà ăn. Hồi xưa á, em đã kiểu gì nè mọi người, làm có tiền giống như là để dành uống thuốc vậy đó, chứ không dám ăn gì cho nó hiện. Em kiếm được á, hồi xưa là kiểu gì nè, ngày kiếm được có 200 ngàn không dám ăn. Sau này á, ngày kiếm được 1 triệu, ngày kiếm được 1 triệu cái tích lũy không dám ăn. Cái tao nói hả, không dám ăn, thèm nhịn ăn nhịn uống, đủ má cái bệnh, bệnh cái uống thuốc, bệnh cái uống thuốc đó. Là thấy không mọi người, thấy đi, khi mà một mình làm ra tiền á mọi người, mà nếu mà mình á, mình làm mình có tiền đi, mà nó không ra đầu này nó sẽ ra đầu khác. Ví dụ như lỡ quẹt chúng ta đành tiền, còn không thì á, còn không thì bệnh uống thuốc, còn không thôi tiền nó ra tào lao đó. Để sau này á em bị la giết á, nó là trời ơi trời, mày làm mày không dám ăn rồi mày để tiền mày chữa bệnh hả, mày để tiền mày uống thuốc hả, bị la giết á. Ồ bây giờ bệnh thuốc em không dám đi đâu chơi luôn chị Hảo. Em năm mới hơi bèo, năm nay hơi bèo chị, tại Tết em bị bệnh á, Tết em bị bệnh nên thành ra năm nay nó hơi bèo một chút xíu, không đi chơi đâu được chứ á, không có tấm hình tốt nào luôn. Em chị cũng vậy, Tết khỏe hả chị? Chị giống em làm ra tiền mà bệnh truyền miên. Đúng rồi đó mọi người, nhiều khi á 100% công lực của mình là nó dành cho công việc hết trơn à, làm giết không có đi đâu chơi, mà không dám ăn không dám uống gì trơn á, cắm đầu vô làm. Mọi người có ai có hiểu cảm giác không, khi mà mình làm ra tiền rồi đó, mình làm ra tiền rồi xong mình làm ra tiền nhiều cái mình càng ham mình ham tới độ một kiểu như là em hay kiểu đặt ra mục tiêu lắm. Ví dụ trong tài khoản em mà có được 2 triệu đi, phải không, em gán làm sao mà kiếm cho nó thành được 3 triệu, xong gán làm sao cho nó thành 4 triệu, mà nó dư khoảng chừng, ví dụ nha, 4 triệu 100 ngàn, thì em mới lấy 100 ngàn ra em xài, em để 4 triệu tròn chẳng tròn. Em hay kiểu như vậy, không biết có ai giống em không nha, kiểu như là cái mình để dành á, cái được chẳng chẳng á, cái lấy phần lẻ ra xài, lấy cái phần lẻ ra xài, còn cái phần chẳng để nguyên vậy đó, cái hoài hoài tích lũy hoài vậy đó. Chứ không phải là làm 4 triệu rồi làm ra được 4 triệu mốt rồi ăn 4 triệu còn trăm để dành đâu, không có đâu. Chị còn chưa thấy gì đó mọi người, tích lũy cỡ đó luôn á, không dám ăn xài nữa, xong cái tiền nó ra đầu tàu là anh ơi anh lấy mấy cái kỳ thì anh lấy mấy cái dao nhỏ xuống cho em đi. Ở đâu? Trên phòng mình á, mấy cái dao nhỏ á, trên bàn á. Mấy cái em hết xuống đi. Có rồi, không đi trộn kem đi, khoan, thằng em tôi nó đang đốt của mày, nó đốt xong rồi tôi vô tôi trộn. Nó đốt xong rồi tôi ra tôi chọn, nó đang cúng. Dạ, em rỡ rồi chị Hảo ơi. Biết sao? Rồi Tết em bệnh là biết sao? Em bị viêm son á, bị nhức đầu. Xong rồi em đi ra đảo chơi á, đi cano á, trời ơi trời, lọc, sóng đánh nhập chiều, trời lên đên trên biển má ơi. Bệnh luôn, thôi, bắt xe về Long Xuyên gấp. Về Long Xuyên nằm không, hai đứa bệnh hết trơn. Về Long Xuyên nằm không.
Rồi nguyên mùa Tết không đi chơi được đâu chứ. Đã vậy có được chơi đi chơi được ngoài Phú Quốc á, mà không có hình để đăng luôn. Tại vì á mệt, mệt rồi đó, mặt như mặt lồn vậy đâu có chụp hình đâu. Gì nữa? Trời ngộ chứ trời. Trời ơi trời, ngộ không? Mệt, ở trong nhà chỉ đang ghẹo em thôi mọi người, chứ em nói thiệt. Đó, người thấy đi. Bệnh xong cái đâu đi chơi à. Nói Tết em có đăng tấm hình nào đâu. Chị làm nail ở đằng Phở Hòa ở dưới Phạm Cừu Luộn, Xẻo Chơm á. Phở Hòa đi vô hai căn bên tay trái là tới rồi. Ghẻ, nail ghẻ mà đẹp, bà chủ nhiệt tình. Chắc nữa. Hả? Chắc nữa. Ừ, rất là chắc luôn. Có thằng chồng đẹp trai nữa. Ừ. Tôi vì chồng bả tôi mới lại làm nail á. Ghẻ nữa. Lại đọc mật khẩu rồi bà con dòng họ với tôi đi. Ăn tiền gấp đôi á, tại chuẩn tôi giàu quá mà. Ăn tiền gấp đôi á. Nói được không? Thiệt luôn, em rất là tự tin luôn. Em bán bánh tráng ngon nhất cái Long Xuyên này luôn. Không ai bán qua em luôn á. Cam đoan luôn. 10.000 bịch. 10.000 bịch. Ăn bánh tráng tỏi vô nhắn tin IBA gửi cho chị 5 bịch bánh tráng tỏi, em ship từ 5 bịch. Nhắn tin cho em, ngày mai mấy đứa vô trả lời. Em bị rồi chị Thảo ơi. Em bị rồi rồi. Bị hồi Tết rồi. Giờ mới hết rồi. Mới hết. Thấy cũng bình thường. Thấy cũng bình thường à. Mình bị cái này nóng sốt. Đốt cái đầu nó tắt cái đó. Năm bịch 50.000 ship 30.000 á chị đúng rồi không ơi. Trời ơi. Trời ơi, trời ráng lên. Chừng nữa chị giàu có á. Chị sắm trực thăng qua. Mấy em mà hôn chị Bi ơi hẹn bánh tráng. Tao lái trực thăng lại tới chỗ giao cho tụi bay luôn. Không lấy tiền ship. Thiệt tình nói ê, ăn bánh tráng 50.000 mà trả tiền ship hết 30.000 thấy ngán nha tụi bay. Nhưng mà phải chịu thôi chứ biết làm sao giờ. Gấp cái coi má gấp gì má. À, nhưng mà phải chịu chứ sao vậy? À, mệt lắm chị ơi. Nó hành mệt dữ lắm. Mệt tới độ mà mấy chị tin không? Một tháng trời thị tẩm không nổi luôn. Đúng rồi Ngân ơi. Nó như là bị sốt chứ bị cảm bình thường ha. Như bị sốt bị cảm bình thường ha. Mình mua thuốc cảm thuốc sốt uống vô khỏe ra vài bữa khỏe ra. Đáng dễ biết là sao không? Lúc mà hết bệnh á ăn như cái hạm đội vậy này, giống như chị vậy nè, ăn hoài không ngớt cái miệng, ăn hoài luôn, thèm ăn lắm. Trong phòng tao là đồ ăn ngập tràn luôn á. Thôi em đi trộn kem nha mọi người. Cảm ơn mọi người. Chúc mọi người bữa tối ngủ ngon. Tối được đậm một gậy. Bye bye. Bye bye nha. Chúc ta làm nước đi. Hả? Chúc ta làm nước vậy. Đừng tái vậy.